bụng tăng theo cân nặng. Bé chạy ra. Nếu mà chạy cái bụng chạy nó mới kinh. Ăn chưa đó? Mới đi ăn gì? Với mấy ăn hậu rồi. Đói cũng kêu. Mà ăn xong rồi cũng kêu. Do đây nè, yên tĩnh nè. Bà Yên như bà Hậu vừa rồi chắc khóc sức mướt. Hậu kìa. Chị. Chị con nói kìa. Mày gì đâu bên hơi ta? Rồi bà Hậu có khóc không? Ơi Hậu, cô đâu có khóc về rồi chị. Rồi à? Không tìm được chứ. Sốc. Sốc. Rồi là ta là người gây tổn thương cho người khác là bị nhiều rồi ha. Tụi bay làm ta thành người ác rồi bé. Ta nghi 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 rồi. Ta nhìn cái màu ta nghi nghi rồi. Nhưng mà bà Hậu là bà còn bình thường đỡ hơn bà Yên. Bà Yên là thôi người ta nói là em, như suối nguồn á. Em tại do lúc nó đang ngồi đó, còn chị thì xong chị đi rồi là chị không thấy được. Em tại ngồi cho nó luôn. Như suối nguồn luôn. Miếng thấy liền. Thôi 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 thôi. Ai là như suối nguồn á. Thôi kệ, lâu lâu có lần chứ. Đâu có gì mà không thể đâu đúng không? Đúng vậy. Ta nói là không bao giờ mà nói là không có cái gì mà xảy ra. Trước bà Hà cũng khóc mấy lần rồi đó. Dụ ta ăn cơm thôi. Ta xuống tà nhang rồi nó bà lên là bà khóc một đoạn. Chị là chị Sáu bụng đói hiểu không? Đói bụng là Sáu ghê lắm. Cái đây bả là bà nghĩ tốt cho mình, bà sợ cơm đồ nguội đồ á, cái là bà đây em vô bà làm chi đó, bà rảy nước súng mình không có ăn, mình bực mình kính khủng và chờ nữa trong khi khách đông đúng không? Chứ răng đó răng nói một hư luôn, mà tính chị là chị ấy, chị nói ghê lắm, chị nói lúc nó cũng hơi kinh thiệt. À, lặng lẽ lên lầu khóc mình. Hà cũng hay bị nguội kiểu đó, nhưng mà cũng mình ý là cái kiểu hắn nghĩ tốt cho mình á, nghĩ này kia mà thành ra là bị chửi á, cũng sốc cho mấy em nữa kia kiểu đó, đó. Sao nín sợ luôn hả, bị kiểu như là bị sợ luôn, bị ám ảnh luôn cái vụ nó luôn. Cái mấy đứa kia cũng sợ theo luôn. Có chị Nhàn là mạnh mẽ nhất. Ôi trời trời. Còn Nhàn là ta chửi kiểu chi hắn cũng... Ôi trời 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 trời, ta chửi dễ sợ luôn. Nhàn là chửi thôi. Khỏi nói. Mà chửi hắn thiện có đâu xì nhê đâu em. Hắn là rút kinh nghiệm thì ta được chửi...
Một lần thôi chứ không chửi nhiều. Hắn bé tỉnh mà. Hắn là quyết tỉnh đó. Chứ mà y đơn giản cái quán của chị mà đem nhẹ. Thấy chị bán bột xong rồi hỏi chị cách xong rồi thì gói bột nó để chân tủ chị bán được đó. Tỉnh không? Không hỏi chị tiếng. Hồi bên 135 á, không hỏi chị tiếng mà luôn. Không bán rồi. Cứ cười. Ừ, mà kiểu không bán kiểu hơi khác xí. Ừ. Trời trời hả? Cái nó thật độc quá luôn á. Nó rủi vậy. Mà không xin chị tủ của chị, đồ của chị, khách của chị vô tỉnh queo đi luôn. Thì đó, chị mới đặt hắn là quá tỉnh đó. À, nhận của chị một lại. Quá tỉnh luôn nha.